SBTN Television presents Teen Voice 2023, a thrilling vocal competition for talented young singers between the ages of 13 and 19. First prize $3,000 cash, second prize $1,500 cash, and third prize $500 cash. Registration ends August 31st, 2023. Visit our website at www.sbtn.tv to download the Teen Voice 2023 application form. Email your vocal audio clip and application to teamvoice at sbtn.tv. Join us for an unforgettable experience and show us your talent. vở bi hài kịch còn một ngày để sống do đoàn kịch Trần Hùng Entertainment trình diễn vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023. Còn một ngày để sống một vở chính kịch tâm lý tình cảm lột trần tư tưởng và nhân sinh quan nhiều tầng lớp trong xã hội. Đặt chỗ ngồi hoặc bảo trợ chương trình xin liên lạc SPTN 714 636 1121 hoặc Trần Hùng Entertainment 832 8637716 7716. Chân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được là truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư, 21 tháng 6 năm 2003 Xin chào Long. Xin chào nội dung. Xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Xin bắt đầu chương trình với quý vị. Lại là một chuyện là dậy sóng giữa bên bờ Thái Bình Dương bên đây là Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc. Thưa quý vị, chúng ta ngày hôm qua chúng ta cũng có đang bàn về cái chuyện là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nỗ lực để mà hàn gắn cái mối quan hệ hiện tại bây giờ đang vô cùng căng thẳng, lẫn lạnh nhạt qua cái chuyến đi của Ngoại trưởng Anthony Blinken đến Bắc Kinh trong những ngày vừa qua. Thì ngày hôm qua bên Hoa Kỳ Tổng thống Joe Biden lại bắn ra một cái phát pháo bằng bằng miệng, gây thêm gọi là sóng gió. Thưa anh, tại sao tổng thống thống nói gì mà sóng gió nó như thế nào? À, thưa quý vị, chúng ta biết là tổng thống Joe Biden đang ở California để mà gây quỹ, chuẩn bị cho cuộc tranh cử của ông. Thì ngày hôm qua trong một buổi gây quỹ tại vùng San Francisco không có gọi là máy quay, cái này là riêng. Thì ông đã ví ông Tập Cận Bình như là những nhà độc tài của thế giới à, Ông nói như sau à, Chú ý biết tại sao ông Tập Cận Bình bực mình Khi mà tôi bắn rớt cái khinh khí cầu Mà trong đó có hai cái hộp cỡ bằng hai chiếc xe Mà trong đó có những cái dụng cụ để do thám Mà ông không biết ở trong đó có gì cả Cái này tôi nói thiệt đó nha I'm serious đó là bởi vì đó là một cái sự bối rối một sự xấu hổ cho các nhà độc tài bởi vì họ không hiểu điều gì đã xảy ra đó là lời ông biden nói à, cái câu này thưa quý vị coi như lần đầu tiên ông uh, tập cận ông uh, biden ví ông tập cận bình như là một nhà độc tài thực sự ra bây giờ có nói một ngàn lần cũng chẳng sao cả nhưng mà nói vào cái dịp này thì nó khá là nhạy cảm bởi vì trước đó thì ông Anthony Blinken, ngoại trưởng của ông vừa mới đi thăm Trung Quốc về và nói là có những cái tiến bộ để mà mang hai, đẩy hai đất nước này trở lại quan hệ bình thường, không căng thẳng như trước đây nữa và cần làm cho cái quan hệ nó ổn định. Thì bây giờ ông Biden lại nói như thế. Và chúng ta biết rằng là ông Blinken đi Bắc Kinh 3 ngày, 2 ngày sẽ lỗi viện 18-19 về có những tay không là bởi vì ông blinken yêu cầu là nối lại cái đối thoại đàm thoại giữa à, hai bên đặc biệt trong vấn đề quân sự thì ông tập cận bình phản đối coi như là cái gì cũng được hết chúng tôi không nói chuyện quân sự từ tháng 8 năm ngoái giờ coi như gần một năm trời sau cái vụ của bà nancy pelosi thăm đài loan thì cái đó coi như là một cái thất bại của chính sách của ông biden trong cái chuyện mà kéo phe quân đội lại thì chính cái vụ đó mà có lẽ là nó căng thẳng Làm cho ông Biden bực mình Và ông ấy nhắc lại Cái chuyện khinh khí cầu Đó là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai nữa đó Là chuyện khinh khí cầu là cái chuyện mà Bên Trung Quốc rất là xấu hổ và khó chịu Bởi vì họ nói rằng là Cái khinh khí cầu này là chúng tôi do thám về vấn đề thời tiết Như bên Mỹ nói là do thám về tình báo Và ở tại Bắc Kinh Chính ông Blinken đã nói rằng Ờ uh, chính cái chuyện khí khí cầu làm cản trở công việc chúng tôi thôi bây giờ nó đã qua rồi không nhắc lại nữa và chúng ta đi về phía trước move on bây giờ trở về mỹ chưa đầy một ngày thì ông tông tông lại nhắc cái chuyện khi khí cầu thì đúng là vỗ vào mặt ông tập cận bình một cái bên trái một cái bên phải bụp bụp à. cái đây là đối với ông tập cận bình hay là đối với tất cả các lãnh tụ mà ở châu á là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được Ít nhất là trên lĩnh vực ngoại giao Sáng ngày hôm nay Trung Quốc phản ứng ngay lập tức à, Ngay lập tức Bà Mao Ninh phát ngôn viên Của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nói rằng đây là một sự khiêu khích chính trị Công khai Và vô cùng là coi như là Vô trách nhiệm và cả chớt à, Phát biểu này Coi như là Ngược hoàn toàn Một cách nghiêm trọng đối với các cái sự kiện căn bản và nó vi phạm cái gọi là gì quy ước ngoại giao một cách căn bản, tức là cái 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 gọi là gì cái, 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 cái nghệ thuật ngoại giao cái gọi là cái, cái cái phong cách ngoại giao, à phong cách ngoại giao. Và rõ ràng là nó là mất uy tín chính trị của Trung Quốc một cách nghiêm trọng. À, dùng cái chữ dignity nha. Dignity là bởi vì chúng tôi lãnh tụ tôi là có dignity đó thì uh, sáng nay thì bà Mao ninh đã phản ứng như vậy trở lại với ông Biden thì chính cái ngày hôm trước ông cũng khen ngợi là ông blinken đã làm một công việc tốt he did a good job và nói rằng là cái uh, uh, chuyện mà quan hệ hai bên nó bị làm cho nó bình thường nó phải mất thời gian chứ không phải có ngay lập tức đó thì bây giờ ông lại nói như thế. Nhưng mà cũng tại cái buổi gây quỹ này, ông cũng cho biết là ông John Kerry, đặc sứ khí hậu, đặc sứ môi trường của Mỹ, có thể đến Trung Quốc trong những ngày tới để tập trung về vấn đề môi trường. Thì không biết bây giờ cái chuyện này có xảy ra hay không, chúng ta không biết. Nhưng mà nếu nó không xảy ra thì chúng ta không ngạc nhiên. Nhưng mà ngày hôm qua ông Biden rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Trong cái chuyện mà... Uh, nói đúc chạm đến ông tập cận bình thực ra ông biden nói này nó thừa ai mà không biết tập cận bình độc tài nói nó thừa nhưng mà nói như vậy thì người ta quê đó và ông nói vào cái thời điểm cũng rất là nhạy cảm à, thưa quý vị ừ. trong quan hệ hai nước cũng như trong cái khu vực châu á thái bình dương thương long trong cái buổi mà hôm thứ ba mà ông biden nói mà tôi vừa mới trình bày thì theo cái sự tường thuật của các cơ quan truyền thông thì ông Biden còn nói thêm rằng là uh, trong những lần nói chuyện trước đó với ông Tập cận bình thì ông Tập cận bình có nói với ông Biden là đừng có đem những cái chuyện cái chuyện mà uh, khinh khí cầu nói ra là vì khi nói ra như thế thì giống như là tôi không biết gì cả thì và uh, điều đó làm cho ông Tập cận bình là rất là tức giận thì ông ba ông Biden ông kể ra, ra là như thế thì cộng thêm cái chuyện nữa rằng là ông ông Ồ, như là ê, như có chuyện hình lộn đó ừ. là xin lỗi anh là à. tình như sau sau vụ khí cầu là ông Biden với ông Tập Cận Bình không nói chuyện nhau bao giờ tôi thấy trong cái cái bài tường thuật họ không họ, không, họ, họ biết, biết có thể hay. sai yeah. họ biết có thể sai là và trong khi à, lại các lãnh đạo của chủ Trung Quốc là ông ông Tập Cận Bình rất à. là mắc cỡ về cái chuyện à, là cái vụ khinh khí cầu thì đó là ông Biden yeah. nói yeah. thôi chứ đó. hai ông không bao giờ nói chuyện với nhau hết rồi á yeah ông 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 nói rằng là à, ông này rất là rất là tức giận. Khi mà ok, đã tôi dạ. tôi, tôi, tôi chính oh, là tôi, tôi xin lỗi. Ông 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 vậy Ông Tập Cận Bình rất là tức giận. Đó. Cái chuyện ông Biden đem lập ra cái bộ tứ bao bao Xin xin dừng lại để để để, để. nói à, cái chỗ này cho là bởi vì sao. Lần cuối cùng ông Biden nói chuyện với ông Tập Cận Bình là tháng 11 năm ngoái ở tại Bali, Indonesia khi mà họ dự thượng đỉnh G20. Tháng 11 thì về lại Mỹ đó là cái vụ khí cầu là đầu tháng 2. Anh nhớ Cuối tháng giêng đầu tháng 2. Đó. Thì từ đó là hai ông không nói chuyện luôn. Đó. Rồi bây giờ ông nói là, ông nói, yêu ông nói là cái bộ tứ kim cương. Đúng không? Yes. Đó, có nghĩa rằng là... Xin mời anh. Là... Xin mời anh. Yeah. Tôi không hiểu trong cái sự tường thuật này ông Biden lại kể đó. Oh, yes. Đúng không? Thì vâng. Ông Biden kể đó là trong những cái chuyện mà ông tập cận bình mắc cỡ như thế thì ông tập cận bình có một cái rất là phiền lòng với ông biden là cái chuyện ông biden tập hợp đồng binh lại Đó. bao vây trung quốc ở cái cái nhóm gọi là bộ tứ bộ tứ kim cương ừ. gồm có hoa kỳ ấn độ úc và nhật bản để mà bao vây trung quốc thì ông tập cận bình có nói thẳng với ông biden là đừng có làm như thế làm như thế thì ông mất mặt với người bên trong nước của ông có nghĩa là để ông vào cái tình trạng là tôi không thấy cái gì hết đây thì đây, là đó, là ông, đó, đó. đây là ông Biden nói nè ông Biden cũng kể nè, he come Tức là ông tập cận bình gọi tôi và nói tôi đừng có làm như vậy bởi vì như vậy là anh bỏ tôi vô cái cái chỗ kẹp, In the, in the bay đúng không đúng không kẹp cái đờ đấy bị cái đờ đó giống như là anh kẹp tôi vô đó thì ông Biden nói là chúng tôi chỉ muốn bảo đảm là những luật lệ quốc tế về bầu trời và biển được mở ra tức là ý nói là gì trung quốc khống chế bầu trời và coi như là cái gì à, thủy lộ hải lộ trên biển thành ra ông biden ông bảo là tôi tập hợp bốn cái anh này lại bộ tứ tôi là bảo đảo làm sao mà nghĩa là chúng tôi bay và chúng tôi đi nó thoải mái còn ông tập cận bình thì không chịu ông tập bình bảo anh mà tập hợp bốn anh này lại với anh lại thì anh đẩy tôi vô coi như là ừ. vô cái kẹp à, à. cái này là Ờ uh, coi như là có thể là gọi điện thoại trước đó luôn trước cả cái cái gặp gỡ ở tại Bali Bali luôn ừ. đó, Bali là hai người gặp nhau bên này hội nghị G20. câu chuyện này lý thú lắm chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SPTN. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ bằng tầng SPTN Sự kiện ông Joe Biden so sánh ông Tập Cận Bình Giống như một nhà, những nhà độc tài khác Trong cái chuyện mà không biết uh, Cái chuyện mà không biết Cái cái vệ tinh do thám bay qua Hoa Kỳ Là một cái điều xấu hổ uh, Nếu mà các nhà độc tài khác thì họ sẽ, sẽ Cũng xấu hổ như vậy Thì trong chuyện này không biết liệu rằng là Ông Biden có lỡ lời hay không Chắc quý vị cũng biết những câu chuyện ông Biden Là chuyên gia, gọi là lỡ lời nhưng mà cái lỡ lời của ông biden đó thì thưa quý vị rốt cuộc hóa ra rằng là những lần khác ông đều xác nhận là những gì tôi nói là tôi muốn như thế trong cái chuyện mà cái là suối người nga lật đổ ông putin chẳng hạn à thì bây giờ đến chuyện này thứ anh anh nghĩ sao Bi ông biden bây giờ để mà coi như là giảm nhẹ cái sự mà căng thẳng đôi bên nói rằng đây là một cái cuộc nói chuyện mang tính chất là uh, một cái sự kiện không phải là của chính phủ tôi đi vận động gây quỹ mang tính chất là là, là riêng tư thì ông có thể ông xoáy được qua cái chuyện đó hay không nhưng mà ông Biden đương nhiên ông thừa hiểu là những gì ông nói ra đều được lắng nghe thì bây giờ làm sao ông xoay bây giờ bây giờ thật sự ông có cố tình ông nói ra cái câu này hay không à. chúng ta không biết ừ. à, chúng ta không thể biết được cố tình không cố tình à, chuyện đó chỉ có ông Biden biết thôi chúng ta không thể biết Xin khẳng định quý vị là chỉ có hai người biết thôi ông Biden và Chúa chứ không ai biết hết nhưng mà chuyện bây giờ nó không quan trọng là sự kiện, sự kiện và sự kiện. Một là tổng thống nói chứ tổng thống tôi với Long đây 24 24 nói gì ra mà ai nghe là cũng kẹt rồi. Đúng không? Nói <laughs> ông Biden. À. Thế thì giờ rõ ràng là ông gọi ông Tập Cận Bình là độc tài. Xin khẳng định vị ông gọi là không có oan. Không có oan. Ông, ông Biden còn bị uh, đài Fox nu, uh, nói là sắp sửa thành độc tài nữa à, không yeah. Đúng chứ? <laughs> Fox News đâu xin lỗi đâu, à, không sao hết, nhưng mà hồi đó chuyện ông Mỹ bây giờ chuyện mà gọi là mất mặt bầu cua Chuyện ông Tập Cận Bình là độc tài, không ai biết nhưng mọi người đều hiểu, hay là không ai hiểu nhưng mọi người đều biết Đó là sự kiện, sự kiện và sự kiện Tất cả những lãnh đạo trên vũ trụ này, ở trong các quốc gia mà độc đảng hay là đa đảng hay gì không biết Nhưng mà anh có những chính sách gọi là uh, đàn áp người ta, hài hiếp người ta, anh đều độc tài hết Trong gia đình cũng vậy luôn Chuyện ông Biden nói không oan Chấm hết Sự kiện luôn Nhưng mà về mặt chính trị Về mặt địa chính trị và về mặt ngoại giao Thì cái này rõ ràng là bập tai ông Tập Cận Bình Thì vì sao bập tai ông Tập Cận Bình Chúng ta cũng không biết luôn Nhưng mà chúng ta có thể dựa trên các sự kiện Chúng có thể đoán đó, Các sự kiện mà có thể dẫn đến cái chuyện mà ông Biden nói bây giờ mình cho là cố tình đi bởi vì nó có hoặc là vô tình hoặc là cố tình một lần nữa là không ai biết hết Mà bây giờ ngay cả vô tình vô tình thì mình không biết là nếu cố tình thì sao đó thì có thể cho thấy đây là một cái sự mà bực bực bội của ông tập của ông Biden khi mà ông tập cận bình phản đối cái chuyện mà nối lại đối thoại quân sự giữa hai bên đó là cái điểm chúng ta có thể hiểu mà ông tập cận bình khi mà phản đối ông blinken trong cái chuyện nối lại đối thoại quân sự hai bên cũng cho thấy là ông tập cận bình bực mình luôn là tại sao các anh vẫn còn cấm vận cái ông lý thượng phúc bộ trưởng quốc phòng của chúng tôi cái thứ hai là các anh vẫn tiếp tục xía vào vấn đề đài loan mà điều này đã được ông vương nghị là đứng đầu ngoại giao của Trung Quốc nói với ông Blinken là không có chỗ nào để cho quý vị play với Đài Loan hết. Tức là Đài Loan là vấn đề không thể tương nhớ. Chấm vấn hết. Ông nói là no room for compromise. Ông nói là no room nha. Đó là vương nghị đó ông Blinken. Nhưng mà Mỹ vẫn tiếp tục không từ bỏ cái chính sách với Đài Loan. Đó là hai cái chuyện mà ông Tập Cận Bình bực mình với Mỹ chuyện thứ ba là khi mà chúng ta thấy đó mà ông tập cận bình phải phản đối cái chuyện đó ông tập cận bị đẩy ông tập cận bình bị đẩy vào một thế yếu là gì ông không kiểm soát được quân đội đúng hay không dạ yeah. mặc dù là bí thư quân ủy trung ương nhưng mà rõ ràng không kiểm soát được quân đội quân đội bây giờ đã kiểm soát chuyện này tại vì nếu ông tập cận bình có bảo bây giờ ra lệnh cho lý thường phúc nói chuyện với một lòi Austin đó xin lỗi tôi đường con giữa luôn làm gì tối đúng không nó cho thấy cái điểm yếu của ông tập cận bình ở đây đó là mình nói về mặt mà ngoại giao về lãnh đạo các thứ Nghe không mà ông biden có thể có suy nghĩ thế này à anh lại phản đối chuyện này của chúng tôi anh thấy là gì tôi đang bị donald trump ép con trai tôi lại mới thú nhận là hút xì kè trốn thuế à, cái chuyện đó nó có thể làm cho người ta bực mình mà cái vụ mà đụng đến con Biden là thưa quý vị nó là vấn đề nhạy cảm nha anh anh để ý đi à mở ngoặc tí 11 giờ sấy tin này chúng tôi sẽ nói về câu chuyện đó à, <cười> <cười> chuyện Hunter Biden và Biden nó như thế nào à, bố cứu con cha cứu con là con cứu cha như thế nào à, ừ. hai người cứu qua cứu lại đó 11 giờ sẽ tin nhớ nó xem. đó để trở lại vấn đề rồi bây giờ trên thực địa thưa quý vị đang có cái chuyện mà Trung Quốc rất khó chịu đó là gì? Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan Ngày 25 tháng 6 này tức là 4 ngày nữa Nếu không có gì thay đổi Chắc chắn sẽ vào Đà Nẵng, Việt Nam Hôm 17 tháng 6 Hai chiếc máy bay A-10 Qua sót Đáp xuống phía trường Đà Nẵng Ngày hôm qua 20 tháng 6 Khu trục hạm lớn nhất của Nhật in sumo cặp cảng cam ranh 3 ngày từ 20 đến 23 23 đi ra là 25 ông Regan đi vô Đà Nẵng Đà Nẵng với cam ranh cách nhau nhiêu? có trăm cây số không tí xíu tới mà mấy ngày nay là mấy cái tàu của Trung Quốc đang vần vũ ở ngoài Biển Đông gần bãi tư chính của Việt Nam mà Trung Quốc đưa cái tàu lớn nhất là cái tàu mà gọi là hải cảnh lớn nhất CCG 5901 dài 165 m chuyện nhỏ Ronaldo chúng tôi dài 333 m Izumo chúng tôi dài 260 m mà Izumo đặc biệt anh biết cái gì không đây là vào Cam Ranh lần này lần thứ ba mà lúc đến Cam Ranh là nó là cái nỗi gọi là nhớ lại cái cuộc chiến Việt Nam ngày xưa Mỹ đóng ở đó và nó là con mắt nhìn ra biển Đông tàu bè Trung Quốc đi qua đi lại chúng tôi biết hết cái Izumo này thưa quý vị nó là chở trực thăng nó không phải tàu chiến nó chở được khoảng ba chục cái trực thăng nhưng mà năm 2022 nghìn năm ngoái đó, nhật cải tiến lại thành tàu chiến và bây giờ mới f 35 có thể đáp cho nó được yeah. luôn <laughs> không cần phi đạo ôi đáp xuống ronald reagan phải có phi đạo là cavin là phi đạo không cần phi đạo cái f 35 nó xuống này mà nhật thì đang mua f 35 của mỹ thế thấy quý vị nhật với mỹ với việt nam đang trong cái cơ chế đó thì thưa anh đó là những gì xảy ra thực địa mà có thể là nó dẫn đến cái câu phát biểu của Madam. Tôi đoán là tôi dựa sự kiện mà tôi biết đúng sai xin mời anh. Um, để tôi nhắc lại cái 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 tàu Izumo của Nhật nó là cái chúng ta gọi là hàng không mẫu hạm cho trực thăng. Dạ. Yeah. Bây giờ họ cải tiến lên một bước là bây giờ nó trở thành cái đáp không có đáp trực thăng nữa mà đáp luôn các chiến đấu cơ. Thì nhưng mà cũng nhờ cái loại F35 có thể bay lên thẳng đứng và đáp xuống thẳng đứng được, cho nên họ có sự thay đổi như thế này. Đó là một cái mở ngoặt thôi. Nhưng mà trở lại cái chuyện ông Biden, ông có một cái gọi là uh, nó cứ lập, một cái hành động nó lặp đi lặp lại là có những cái chuyện ông nói tưởng là lỡ lời nhưng mà sau đó ông nó không ý tôi là như vậy đó. Mà có, ông, ông ông xác nhận, uh, ờ, ông là, đó là uh, nói là dật rồi, ông dật năm yeah. ngoái, nó vụ này Cho nên cái chuyện mà ông Biden nói như thế này, chúng ta có thể, chúng ta có thể nghĩ rằng là ông cố tình ông nói như thế để làm gì ông tập quên ông tập cận bình làm cho ông tập kinh tập cận bình bị mất mặt ở cái chỗ là bên quân đội không chịu nghe lời ông tập cận bình thì nhiều khi đây là một cái sự áp lực lên ông tập cận bình rằng là về cái mặt là chính trị ngoại giao thì cái vị trí như ông tập cận bình đều hiểu rằng là hoa kỳ và trung quốc ngay trong lúc này hậu quả của đại dịch hai bên cần phải bắt tay nhau còn nếu không thì tình trạng nó sẽ tệ hại hơn nếu mà xảy ra những sự căng thẳng mà đưa đến những cái hoàn cảnh mà người ta không mong muốn giống như là chiến tranh chẳng hạn nhưng mà bên phe quân đội qua cái vụ khinh khí cầu cho thấy là phe quân đội có bên quân đội của Trung Quốc có một cái gì đó họ muốn tăng cái chuyện mà gọi là căng thẳng giữa đôi bên bất chấp cái điều mà ông Tập cận bình muốn thì có thể rằng là điều ông Biden nói ra như thế gây một cái áp lực khác cho ông Tập Cận Bình là, hey tôi thấy rõ ràng nhá, anh không kiểm soát được quân đội của anh, cho nên để bên quân đội của Trung Quốc họ thấy rằng là ok bên bên kia đã bắt tẩy được của mình rồi, thì họ có thể thay đổi, thì cái đó là cái sự suy đoán của chúng ta mà thôi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện chúng ta lại thấy hiện nay ông Biden cũng có những cái lý do mà ông cần phải la to như thế này là bởi vì trong liên tục một tuần lễ vừa qua những tin tức liên quan đến chuyện Trung Quốc đặt một cái cơ sở một quân uh, tình báo ở tại Cuba là một nơi chỉ cách lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có chừng 100 dặm cỡ đó, chừng 100 dặm thôi để mà nghe lén và ngày hôm qua lại có thêm tiết lộ là Trung Quốc với Cuba đang soạn thảo chương trình mở một cái căn cứ huấn luyện quân sự của Trung Quốc ở đây thì liệu rằng những cái chuyện này ông Biden nói như thế để mà nhắc về cái chuyện ở Cuba hay không? Thưa anh. Vâng. Chuyện Cuba cũng có thể là cái chuyện mà làm cho ông Biden tức đức vỡ bờ bởi cái nó gây áp lực với lại cử tri ngay trong nước bởi nó gần ở uh, Florida. Uh, cho nên đó cũng là một cái phản ứng, có thể là làm trong phản ứng. Uh, nhưng mà trở lại cái Biển Đông, uh, thưa quý vị, cái Izumo đó, ngày qua tôi coi đại NHK của Nhật nói đó là trước đó nó tập trận với mẫu hạm Ronald Reagan 5 ngày <laughs> trước khi đi vào Cam Ranh. mẫu hạm Ronald Reagan thì đi xuống bãi tư chính cái vùng mà Trung Quốc đang quậy ở đó. Và sau đó sẽ trở vào Đà Nẵng. À, xin mời các thuật cho coi cái laptop của tôi. Đây là cái hình vệ, vệ tinh. Tôi vẽ trong những ngày qua. Đây. Chúng ta thấy ngày 14 này, Cái Izumo với lại cái Ronald Reagan đi song song với nhau. Từ 14 đến 16. Đây là khoảng thời gian đi kế với nhau là đây là thời gian tập trận. Đó. Sau đó thì cái Iwo uh, Is, Isuzu nó đi tiếp tục thẳng xuống đây là ngày 18 tháng 6 quý vị thấy không? Sau đó vào cam ranh là ngày 20 đây, thấy chưa? Trong khi đó thì cái Ronald nó tách ra nó đi chạch về ra giữa đó và đi xuống đây 17, 18 và 19. Đến cái vùng này đây là vùng bãi thứ chính thưa quý vị. Đây là côn đảo đây, chỗ này là côn đảo đây. Đó, để bãi thị chính đây. Và bây giờ là 21 là hai ngày sau chắc là mồng ra đây tôi nghĩ là nó đang đánh võng trở lại nó trở lại đây và nó chuẩn bị vô đây là Đà Nẵng ở trên phía này cái cấp chỗ này Cam Ranh chỉ dưới đây chút xíu đó. chúng ta thấy đó cây cái, cái cái màn hình nó đi chúng ta thấy rõ đó. là hai chiếc đang đi song song xong tách ra một anh đi vô Cam Ranh còn một anh đi xuống bãi Tư Chính là đây cái gọi là cái um, bản đồ của hàng hải thế giới họ theo dõi bởi vì tất cả các tàu đi nó đều có GPS hết, là được theo dõi hết chỉ có tàu Trung Quốc là lúc mở lúc tắt <laughs> và xin quý vị đừng rời màn hình fptn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại